Đường Vũ Lân lúc này lớn tiếng kêu đau, hấp dẫn không ít người quay chung quanh chú ý. Mộ Hy khuôn mặt đỏ lên, buông tay ra rồi nói: "Ngươi gào cái quỷ gì vậy? Theo ta đi gặp phụ thân đi." Nói xong, nàng xoay người lên theo cầu thang bên cạnh đi lên trên lầu. Đường Vũ Lân không nhìn thấy được. Mộ Hy lúc này khắp khuôn mặt đều là ý cười. Tổng cộng chỉ có 3 tầng lầu, đương nhiên không cần tới hàng thang máy. Đường Mộ Hy dẫn dắt, Đường Vũ Lân cùng với nàng đồng thời đi tới tầng thứ 3. Lên tới tầng này, nhất thời có âm thanh leng keng truyền đến, hiển nhiên là đang ở trong đoán tạo sư tiến hành đoán tạo. Mộ Hy dẫn hắn tới tận cùng bên trong, đẩy một cánh cửa đi vào. Đây là một căn phòng khoảng chừng 100 m², gia cụ mang theo mùi vị tanh thường cũ kỹ, nhìn qua hắn có thể so được với đồ cổ. Mộ Thần cười híp mắt ngồi ở phía sau bàn. Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn, vội vàng bước nhanh lên về phía trước, cung kính cúi chào rồi nói: "Lão sư." Mộ Thần mỉm cười nói: "Ngồi đi, Tiểu Hy, đi rót cốc nước cho Vũ Lân." "Hừ." Mộ Hy hừ một tiếng nhưng vẫn xoay người đi tới, rất nhanh đã rót một ly nước đầy đưa cho hắn. Đường Vũ Lân nhận lấy ly nước, uống một hớp, kinh ngạc phát hiện đây là món trà chanh mình thích nhất, vật này không thể có sẵn ở trong phòng mới đúng. Ngẩng đầu hướng về Mộ Hy nhìn lại, Mộ Hy vừa vặn cũng đang nhìn hắn, khóe miệng cong lên, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. "Vũ Lân, chúc mừng người." Mộ Thần lúc này mới lên tiếng nói với Vũ Lân. Đường Vũ Lân lại nói: "Lão sư, cái kia kỳ thường cũng là do ngày đó con may mắn mới thành công, làm thêm một lần nữa chỉ sợ cũng rất khó khăn." Mộ Thần mỉm cười rồi nói: "Ở đâu ra mà lại có nhiều may mắn đến như vậy, đây là người tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà có được. 3 năm trước người cũng là đoán tạo sư cấp 4, 3 năm qua người có thể bình tâm rèn rũa chính mình, không ngừng tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông, lúc này mới có thể đột phá. Nếu như không phải người tu vi không đủ, sợ là sớm đã là đoán tạo sư cấp 5. Thế nào, khoảng cách đến cấp 30 còn kém bao nhiêu?" Đường Vũ Lân lại nói: "Hiện tại con đã cấp 28, nhưng mà cảm giác cách đến cấp 29 không xa, còn có lòng tin chỉ trong vòng 2 tháng có thể đạt đến cấp 30. "Rất tốt, ở sở đến các học viện có thích ứng chưa?" Mộ Thần hỏi. Đường Vũ Lân nói: "Rất tốt, chỉ có điều áp lực hơi lớn, một khắc cũng không dám thả lỏng." Mộ Thần lại nói: "Vậy là được rồi, áp lực là động lực, sự kiên trì của người cũng khả năng chịu đựng, ta không lo lắng chút nào. Chỉ cần người có thể đem tu vi hồn lực tăng lên, ở tương lai nhất định có cơ hội xung kích thần tượng. Ghi nhớ kỹ, không thể tự mãn, hiện tại việc cấp bách là tăng cường tu vi. Ta hy vọng rằng người có thể trước 20 tuổi trở thành thánh tướng, nếu được như vậy, 30 tuổi sẽ có khả năng xung kích thần tượng." "Sao? Vậy có quá nhanh hay không thầy?" Đường Vũ Lân lúc này cũng không nghĩ tới lão sư lại xem trọng mình như vậy. Mộ Thần mỉm cười lắc đầu rồi nói: "Không nhanh, thời kỳ đỉnh cao của cơ thể mỗi người là giai đoạn từ năm 20 đến 30 tuổi. Đối với đoán tạo sư chúng ta mà nói, nếu như 30 tuổi vẫn chưa có thể có thành tựu, như vậy cũng sẽ rất khó xung kích tầng thứ cao hơn. Mang Thiên lão sư kia của người chính là như vậy, thời điểm hắn trở thành đoán tạo sư cấp 5 cũng đã là 40 tuổi, tương lai muốn xung kích thánh tượng đã không thể nào. Yêu cầu về tinh lực của đoán tạo sư chúng ta rất cao, chỉ có trạng thái thân thể đầy đủ mới được, khí huyết dồi dào, ánh sáng sáng lóng mới có thể làm cho ngộ tính tăng lên tới mức cao nhất, mà đến cuối cùng người sẽ phát hiện, ngộ tính là quan trọng nhất, ở trong nháy mắt cảm ngộ liền có thể giúp cho người tiến vào trong một tầng khác. Linh đoán tạo trước đây là cơ sở, sau khi đến tầng thứ linh đoán tạo, quan trọng hơn chính là thiên phú, kỳ ngộ cùng với cảm ngộ của bản thân đối với đoán tạo, vì lẽ đó càng sớm tăng lên tới cấp bậc cao hơn, cơ hội trở thành thần tượng lại là càng lớn." "Dạ vâng." Mộ Thần lúc này lại nói: "Ngươi có phải là cảm thấy rất kỳ quái hay không? Sư lấy khác hiệp hội chúng ta tại sao cũ nát như thế này?" Đường Vũ Lân gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, ở nơi này không phải là thành thị lớn nhất Đấu La Đại Lục hay sao? Nhu cầu đối với đoán tạo hẳn là rất cao mới đúng. Vì sao lại..." Mộ Thần lại nói: "Bởi vì nơi này chính là Sử Lai Khắc Thánh. Hết thảy tất cả Sử Lai Khắc Thánh đều có Sử Lai Khắc Học Viện tự quản lý. Có thể nói, nơi này vốn là một vương quốc đặc biệt. Các ngành các nghề tại Sử Lai Khắc đều có hiệp hội thuộc về chính mình. Tin tưởng người ở trong học viện này cũng đã gia nhập. Vì lẽ đó, hiệp hội của chúng ta vì tránh phát sinh ra xung đột đối với Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chỉ thiết lập ra một tiểu hiệp hội như thế này mà thôi. Ở trong thành còn có Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, cùng phân hội tại Sử Lai Khắc Thành chúng ta là hai chuyên mục khác nhau." "Thì sao là như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện bá đạo như vậy sao?" Đường Vũ Lân nói rằng. Mộ Thần lúc này lắc lắc đầu một cái rồi nói: "Không phải bá đạo, là tự cấp tự túc. Trên thực tế, tại Sử Lai Khắc Thành này, tinh anh ở trong các ngành nghề cũng nhiều vô cùng, đủ để chống đỡ lấy những hiệp hội này của bọn họ. Ngươi lần trước có nói, tên phong hào Đấu La kia đi tìm ngươi, hắn không làm gì quá đáng chứ?"
Đường Vũ Lân lắc đầu một cái rồi nói, Phong lão muốn thu con làm đồ đệ còn không đáp ứng. Mộ Thần lại nói, Phong lão đầu kia đúng là cái một người rất điên cuồng. Hắn là người duy nhất tận 40 tuổi mới bắt đầu học tập đoán tạo, nhưng lại có thể trở thành thánh tướng. Hắn có một bộ đoán tạo lý luận đặc biệt của riêng mình. Người cũng lên theo hắn học tập một chút. Nếu như hắn yêu cầu một lần nữa, người đáp ứng hắn cũng không sao. Chỉ cần hắn đừng ngăn người nhận ta làm lão sư là được rồi. Sao? Đường Vũ Lân lúc này không nghĩ tới Mộ Thần sẽ nói lời này. Lão sư con sẽ không phản bội sư môn, ngay đừng hiểu lầm. Mộ Thần quát tay áo một cái rồi nói, ta không phải thăm dò người, là thật lòng nói cho người. Sự lễ khác thành cũng chỗ khác vốn không giống nhau. Muốn ở chỗ này đứng vững có chân không dễ dàng. Người ở đoán thạo thuật có thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng mà luận thực lực cá nhân, ở đây người lại chưa là cái gì. Có một chỗ dựa vẫn tốt hơn. Phong lão đầu thực lực phi hành là mạnh mẽ, hơn nữa tính cách quái dị, nhưng hắn đối xử với người ở bên cạnh lại rất tốt. Hắn có thể cùng với phối hợp dạy người với ta, có hiệu quả tưởng hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, ta đánh không lại hắn, ta phỏng chừng người xù không đáp ứng hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tận lời này. Nếu như là đã như vậy, còn không bằng để người chủ động nhận thêm một vị lão sư. Nói tới chỗ này, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Mộ Thần ở trong nội tâm đương nhiên không muốn Đường Vũ Lân bái Phong Vũ Vũ làm sư phụ. Thử hỏi, ai có đệ tử tốt như vậy lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ bao giờ? Thế nhưng mà Đường Vũ Lân còn phải ở xử lý các học viện học tập không biết bao nhiêu năm. Nếu như hắn không đáp ứng Phong Vũ Vũ, tương lai rất có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định đến tu luyện, thậm chí ảnh hưởng đến việc hắn trở thành thần tướng. Chuyện này Mộ Thần tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Chính vì lẽ đó hắn mới nói rằng những lời nói vừa nãy. Lão sư, còn... Đường Vũ Lân còn muốn nói gì đó, đã bị Mộ Thần giơ tay ngăn cản. Nói một chút quá trình linh đoán tạo của người hôm qua đi, ta đối với chuyện này cảm thấy rất là hứng thú. Nhị hoàn tu vi chơi thành linh đoán, ngươi là người đầu tiên ở trong lịch sử của đoán tạo sư đấy. Vâng, lập tức thì Đường Vũ Lân đem chuyện mình chỉ áp lực lúc đó, vì mình mà các bạn có nguy cơ không thể là gia nhập xử lý các học viên, cuối cùng phải tiến hành linh đoán tạo. Đồng thời cuối cùng thành công, toàn bộ quá trình tỉ mỉ giảng giải một lần. Nghe hắn nói, Mộ Thần gật gật đầu liên tục, đặc biệt là khi hắn nói rằng chính mình xuất hiện rào huyết thống hồn hoàn màu vàng kim. Ở trên mặt của Mộ Thần đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phóng thích ra hồn hoàn kia của người để đã xem một chút đi, Mộ Thần yêu cầu. Vâng, Đường Vũ Lân lúc này vội vàng đem huyết thống hữu hồn của mình phóng thích ra bên ngoài. Quả nhiên cùng với hồn hoàn bình thường không giống nhau, lại vẫn có thể như vậy sao? Ta xưa nay đều chưa từng nghe nói. Mộ Thần kinh ngạc cảm thụ sóng năng lượng hồn hoàn màu vàng kim trên người của Đường Vũ Lân. Hắn là thánh tượng cấp 8, đồng thời cũng là cường giả bát hoàn hồn đấu la, chỉ là phương diện chiến đấu không hiểu như vậy mà thôi. Nhưng mà đối với nghiên cứu võ hồn cũng vô cùng sâu sắc, có thể từ hồn hoàn màu vàng kim này trên người của Đường Vũ Lân lại cảm giác ra được có khác biệt lớn đối với phổ thông hồn hoàn. Chẳng trách là hồn hoàn này cung cấp năng lượng ủng hộ cho người hoàn thành linh đoán tạo. Thực sự là kỳ lạ. Mộ Thần khẽ vuốt cằm. Không sai, chờ sau khi ngươi đã đến tam hoàn, lập tức tới chỗ chủ ta, ta muốn đích thân nhìn ngươi tiến hành linh đoán. Vâng, lão sư. Đúng rồi lão sư, con hiện tại có một dự định như thế này. Đều Vũ Lân đem việc mình thương lượng cùng các thành viên trong tổ dự định chế tạo ra đấu khải nói ra. Mộ Thần chính là thánh tượng đoán tạo sư, hắn tin tưởng ở trong cuộc đời của lão sư nhất định sẽ đoán tạo ra quá rất nhiều kim loại làm đấu khải. Đối với vấn đề này nhất định sẽ hiểu rõ vô cùng. Cách suy nghĩ của các người là đúng. Nghe Đường Vũ Lân nói, Mộ Thần không chút do dự đưa ra vẻ tán thành. Càng sớm tiếp xúc phương diện này, đối với tương lai sẽ có trợ giúp không nhỏ, giúp cho các người có thể chế tạo ra đấu khải càng mạnh mẽ hơn. Đấu khải chia làm 4 cấp, cách biệt mỗi cấp. Cấp độ khó để chế tác ra đều khác nhau một trời một vực. Ta nhắc nhở người một điểm, người mặc dù là đoán tạo sư, hiện tại đều hoàn thành tinh luyện kim loại cho nhất tự đấu khải cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà người không nên quên quá trình chế tác mặt sau của đấu khải. Phải cố hết sức tham dự vào trong quá trình thiết kế, chế tác cùng với suy tu, bởi vì đấu khải đến cấp bậc càng cao hơn, ở thời điểm người đoán tạo sẽ phải bắt đầu cân nhắc đến các nhân tố ở bên trong thiết kế của đấu khải. Giới đoán tạo sư của chúng ta có một câu nói như thế này, đấu khải có ưu tú hay không, ở trong quá trình đoán tạo cũng đã quyết định sang một nửa. Bởi như vậy, đỉnh cấp đoán tạo sư chân chính nhất định phải biết rõ toàn bộ quá trình chế tác ra đấu khải. Có lý giải càng sâu đối với kim loại chế tạo ra đấu khải, cơ hội chế tạo đấu khải thành công càng cao. Vâng.
Có lão sư tỉnh ngộ, con đường trong lòng của Đường Vũ Lân nhất thời rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù việc mình làm chỉ là đoán tạo, nhưng hiểu thêm toàn bộ quá trình chế tác đấu khải. Đối với việc đoán tạo của mình cũng đồng dạng có tác dụng bổ trợ. Chế tạo đấu khải cùng với tinh luyện kim loại thuần túy không giống nhau. Cho dù kim loại tốt cũng phải thích ứng với đấu khải của hồn sư mới được. Phương diện này có thể tiến hành điều chỉnh khi mà đoán tạo. Từ tình huống của tổ bọn họ trước mắt mà xem, phương diện đoán tạo là đảm bảo nhất. Như vậy thì mình lên từ phương diện này cố gắng nỗ lực, làm hết sức để giảm độ khó cho những người khác. Đặc biệt là về cửa sắp chế tạo, đã có hướng đi, được mỗi lần tự tin càng đủ. Mộ Hy sau này cũng sẽ gia nhập học viện của các ngươi. Câu nói tiếp theo của Mộ Thần khiến cho Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Sư tỷ cũng tới xử lấy khắc. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Mộ Hy trừng mắt lên rồi nói. Làm sao? Chỉ với người gia nhập xử lấy khắc là ta không thể trở thành một thành viên của xử lấy khắc học viện sao? Đương nhiên có thể rồi. Đương nhiên có thể. Sư tỷ chính là một đời thiên kiêu. Ta chỉ là kinh ngạc. Sư tỷ không phải là lên trực tiếp tiến vào nội viện sao? Đường Vũ Lân cười hắc rồi nói. Mộ Hy sóng mắt lưu chuyển rồi nói. Mới đi xa chưa tới mấy ngày liền trở lên miệng lưỡi chân chú, có phải là cũng dùng chiêu này đối phó với nữ hài tử khác hay không? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngay cả Mộ Thần bên cạnh nghe con gái nói xong câu này về mặt cũng trở lên quái dị hơn.